này thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa này vì biết rõ tướng bờ bên này bờ bên kia nên có thể nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác. Màu chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại có thể nhiếp thọ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ pháp môn giải giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lại có thể nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại có thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột